Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 12 tháng 10 trên Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, hôm qua thì chiều cường tại thành phố Hồ Chí Minh đã đạt đỉnh là 1,7 m và vượt mức đỉnh chiều lịch sử là 1,68 m ghi nhận vào ngày 20 tháng 10 năm 2013. Cụ thể là mực nước đỉnh chiều đo được tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn vào lúc 18 giờ 30 phút đó là 1,68 m ngang bằng với mức đỉnh của lịch sử. Trong khi đó thì mức đỉnh chiều tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền vào lúc 17 giờ đó là 1,7 m tức là vượt mức báo động 3 đến 0,2 Mét. Chiều cường lên cao đã làm cho nhiều khu vực trũng thấp của các quận 7, quận 8 và quận Bình Thạnh tiếp tục bị ngập sâu trong nước. Nhiều tuyến đường bị ngập từ 0,5 cho đến 1 mét khiến cho sinh hoạt đi lại của người dân bị đảo lộn. Nhà dân dọc các tuyến đường bị ngập liên tục phải sử dụng bao cát, ván gỗ để có thể chắn trước cửa. Theo dự báo thì ngày hôm nay chiều cường vẫn còn tiếp tục duy trì ở mức nước cao trên báo động 3 và phải tới 4 năm ngày nữa thì chiều cường mới giảm xuống mức báo động 1. Khi đó thì tình trạng ngập úng mới kết thúc. Vì vậy người dân nên bố trí sinh hoạt và lưu thông hợp lý để có thể đối phó với chiều cường. Ngoài vấn đề chiều cường thì hôm nay mưa rông vẫn còn xuất hiện tại khu vực Nam Bộ trong khoảng chiều tối và đêm. Trong đó thì vùng mưa nhiều sẽ tập trung tại các tỉnh miền Tây của khu vực Nam Bộ. Đối với khu vực trung bộ thì đới gió đông bắc hoạt động mạnh trở lại kết hợp cùng với điều kiện địa hình nên là từ chiều tối và đêm nay tại các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho đến khu vực của Quảng Ngãi sẽ có mưa rông. Do có mưa nên là nhiệt độ thấp nhất chỉ dao động trong khoảng là 22 đến 24 độ. Sang hai ngày đầu tuần thì mưa rông sẽ tiếp tục duy trì, trong đó vào ngày mai tại các tỉnh như là Quảng Bình hay là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng sẽ xuất hiện mưa vừa và rông. Tại khu vực Bắc Bộ, do khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam với cường độ yếu nên là thời tiết ngày hôm nay tại khu vực này ít biến đổi. Trời phổ biến là có nắng và khô giáo với ngưỡng nhiệt cao nhất vào thời điểm trưa chiều, giao động trong khoảng là từ 30 cho đến 32 độ. Trong 3 ngày đầu tuần tới, Bắc Bộ chủ yếu chịu sự chi phối của khối không khí lạnh lục địa bản chất lạnh và khô nên là toàn khu vực này sẽ ít mưa. Về đêm và sáng thì trời lạnh tại các tỉnh Trung Du và khu vực Đồng Bằng, còn vùng núi thì trời sẽ chuyển sang trạng thái rét nhẹ với mức nhiệt là dưới ngưỡng 18 độ. Cùng với đó là hiện tượng sương mù xuất hiện khiến cho tầm nhìn sẽ bị giảm. Và tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Thưa quý vị, với các tỉnh thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ, những ngày tới thì trời phổ biến là không mưa, trưa và chiều thì trời sẽ có nắng, trời chuyển rét vào đêm và sáng sớm, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng là từ 29 cho đến 31 độ. Với các tỉnh thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày 13 cho đến ngày 15 thì sẽ không mưa, trưa chiều thì có nắng, đêm và sáng trời lạnh. Vùng núi cao thì trời rét, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở vào khoảng là 29 đến 31 độ và mức nhiệt thấp nhất đó là từ 19 đến 21 độ. Trở xuống với các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, tại đây thì thời tiết chủ đạo những ngày tới đó là nhiều mây, có mưa rào rải rác, tập trung chủ yếu tại phần phía nam của khu vực. Nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa chiều, giao động trong khoảng là từ 29 cho đến 31 độ. Khu vực từ thành phố Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, 3 ngày tới tại phía Bắc khu vực này thì trời sẽ chuyển nhiều mây, có mưa rào rải rác. Với các tỉnh ở phần phía Nam thì ban ngày có nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng là 30 cho đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên từ ngày 13 cho đến ngày 15 thì mây thay đổi, có mưa ở vài nơi và ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa chiều dao động trong khoảng là 29 cho đến 31 độ và mức nhiệt thấp nhất sẽ là từ 18 cho đến 20 độ. Khu vực Nam Bộ những ngày tới, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, tập trung chủ yếu tại các tỉnh ven biển miền Tây Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa chiều, chiều sẽ ở trong khoảng là từ 30 cho đến 32 độ. Tại thủ đô Hà Nội, thời tiết chủ đạo trong 3 ngày tới đó là không mưa, trưa và chiều thì có nắng, đêm và sáng thì trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất sẽ dao động trong khoảng là từ 29 cho đến 31 độ. Trên biển tại khu vực Bắc biển Đông bao gồm có cả quần đảo Hoàng Sa thì thịnh hành gió đông bắc cấp 5, có lúc sẽ là cấp 6. Tuy nhiên tại khu vực này thì trời phổ biến vẫn là ít mưa, vì vậy tầm nhìn xa những ngày này đều thông thoáng. Còn tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm có cả quần đảo Trường Sa, những ngày tới thì gió Đông Bắc có cường độ ở khoảng là cấp 4, cấp 5. Mưa rông xảy ra ở phần phía đông của khu vực. Sang tới ngày 14 và ngày 15 thì mưa sẽ xảy ra rải rác trên các khu vực khiến cho tầm nhìn sẽ bị giảm. Trong cơn rông thì cần phải đề phòng là có gió giật. Bản tin dự báo thời tiết cho 3 ngày của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.